Mới đây, drama Hoa Thần Vũ và Trương Bích Thần có con với nhau đã khiến cộng đồng mạng xứ Trung liên tục dậy sóng. Và điều đáng nói hơn, khi Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ được gọi tên vào sự kiện siêu hot này. Triệu Lệ Dĩnh vốn là bạn thân của Trương Bích Thần, cả hai thường xuyên đi chơi và có nhiều bức ảnh chụp chung. Trong khoảng thời gian bầu bí, Trương Bích Thần đã có những chia sẻ thể hiện sự bất ổn trong tâm lý. Tôi không biết rằng tương lai phải chờ chờ điều gì, thế nhưng đời người chính là khổ hạnh. Chỉ có một điều không đổi là tôi không muốn mang lại phiền phức cho người khác. Cho đến ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh vào năm 2018, nữ diễn viên đã có bài đăng chúc mừng bạn thân cùng với lời nhắn cảm ơn cậu đã che chiếc cằm dài của tớ. Cộng đồng mạng cho rằng rất có thể Triệu Lệ Dĩnh hoàn toàn biết đến việc Trương Bích Thần mang thai và đây cũng chính là khoảng thời gian Triệu Lệ Dĩnh đang có con với Phùng Thiệu Phong nhưng chưa công khai với người hâm mộ. Vì vậy, đôi bạn thân rất có thể đã mang thai cùng nhau. Sau khi nghi vấn này được đặt ra, fan hâm mộ mới kịp soi lại những bức ảnh của cả hai trong khoảng thời gian này. Triệu Lệ Dĩnh lộ rõ gương mặt tròn bầu bĩnh, mũi nở to, còn Trương Bích Thần thì dường như có dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Cả hai cũng thường xuyên ăn mặc quần áo thoải mái và rất hạn chế trang điểm khi ra ngoài. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.